Thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 7 tháng 1, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Cần được phục hưng, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên 80, câu 1, câu 7 đến câu 14 và câu 19. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng Audible khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 80, câu 1, câu 7 đến câu 14 và câu 19, bản truyền thống hiệu đính. Lại đấng chân giữ Israel, xin lắng tai nghe. Ngài là đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, lại đấng ngự trên cherubim, xin Ngài chiếu sáng rực rỡ. Lại Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con, thì chúng con sẽ được cứu. Từ Ai Cập, Chúa đã đem về một cây nho, Ngài đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy. Ngài cài xới đất cho nó châm rễ và bò đầy trên đất. Các núi bị bóng nó che phủ, và cành nó giống như cây bá hương của Đức Chúa Trời. Cành nó vươn ra đến biển, và chòi nó lan rộng đến sông. Vì sao Chúa phá hàng rào nó, để cho kẻ qua người lại hái quả nó? Heo rừng cắn phá nó, và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời và quân ôi, xin hãy trở lại, từ trên trời xin nhìn xuống, đoái xem và thăm viếng cây nho này. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con, làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con, thì chúng con sẽ được cứu. Câu gốc hôm nay được chép trong Thi Thiên 80 câu 7. Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con, thì chúng con sẽ được cứu. Những hình ảnh mà bạn tôi gửi đến thật tuyệt vời. Đó là hình ảnh về món quà bất ngờ mà anh dành tặng vợ. Một chiếc Ford Mustang đời 1965 đã được phục hồi. Ngoại thất xanh đậm, bóng loáng, mâm xe mạc chrome sáng bóng. Nội thất được bọc da đen và được thêm một động cơ để tương thích với các nâng cấp khác. Ngoài ra, kèm theo đó là hình ảnh trước đây của chiếc xe này. Phiên bản màu vàng cũ kỹ, nhạt nhòa và không mấy ấn tượng. Tôi cũng khó hình dung ra được, nhưng có khả năng là khi chiếc xe lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, nó cũng rất bắt mắt. Nhưng theo thời gian, sự hao mòn và các yếu tố khác đã khiến nó đến lúc cần phải được phục hồi. Đã đến lúc cần phải được phục hồi. Đó là tình trạng của con dân Chúa trong Thi Thiên 80, và do đó lời cầu nguyện này được lặp đi lặp lại. Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con, thì chúng con sẽ được cứu. Dù trong quá khứ họ đã từng được giải cứu khỏi Ai Cập và được trồng trong một xứ tốt tươi, nhưng thời kỳ tươi đẹp đó đã đến rồi đi. Vì nổi loạn nên họ phải chịu sự hình phạt bởi tay Chúa. Do đó họ kêu vang: Đức Chúa Trời vạn quân ôi, xin hãy trở lại, từ trên trời xin nhìn xuống đói xem. Bạn có bao giờ cảm thấy nhạt nhòa, xa cách hoặc mất kết nối với Chúa không? Bạn có đang thiếu sự thỏa lòng không? Phải chăng vì bạn đang xa cách Chúa Giê-xu và mục đích của Ngài? Chúa lắng nghe lời cầu xin phục hưng của chúng ta. Có điều gì ngăn trở bạn cầu xin chăng? Bạn đã kinh nghiệm công tác phục hưng của Chúa khi nào? Những lĩnh vực nào trong đời sống bạn cần được phục hưng ngay bây giờ? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha, con khát khao sự phục hưng của Ngài. Xin giúp con nhận ra nhu cầu này và đón nhận sự phục hưng của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé,
Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.